Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bò sốt vang, làm sao để cho nó được ngon, mềm và rất là thơm. Đặc biệt với công thức này thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái món ăn rất là ngon và tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món bò sốt vang rất là ngon các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 800g phần giải sườn bò. Phần này nấu cái món sốt vang cực kỳ ngon và hấp dẫn. Thêm vào đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai nhánh cần tây, một củ cà rốt, một quả ớt sừng. Nếu không muốn ăn ớt thì các bạn có thể bỏ qua nhé. Tuy nhiên ớt sừng này nó không cay đâu các bạn. 8 củ hành khô, 15g dầu ăn, 8g bột nêm và 3g bột ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Hành khô các bạn sẽ thái lát. Phần cần tây này các bạn sẽ chia ra nhé, sau đó thái hạt lựu. Ớt này các bạn sẽ tách bỏ phần hạt nhé. Phần giải sườn này thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng lớn, nó có cái độ dày từ 4 đến 5 cm nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái ly nhá, hoặc là một cái bình để các bạn có thể đong. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây 300 ml rượu vang. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi nhá, để chúng ta nấu được món này. Sau đó các bạn cho cái phần dầu ăn vào đây. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị bật bếp nhé, cho nó nóng lên để chúng ta áp sơ qua cái phần thịt.
áp sơ được 2 phần mặt của thịt rồi thì các bạn sẽ cắt ra nhé. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng luôn cái nồi này để các bạn cho cái phần hành vào đây xi con. Khi mà các bạn đã phi khôn được cái phần hành như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần cần tây và cà rốt cũng như là ớt ở đây, các bạn đảo qua nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần thịt bò vào. Bây giờ thì các bạn sẽ lên gia vị nhé. Các bạn sẽ thêm vào đây bột lên và phần bột ngọt, sau đó thêm vào một muỗng tiêu nấu thích. Đảo đều để cho cái phần thịt cũng như là rau củ quả ngấm gia vị. Bây giờ thì các bạn sẽ cho phần rượu vang. Các bạn sẽ cho phần rượu vang vào đây. Và các bạn sẽ đun khi nào mà các bạn thấy cái phần nguyên liệu của chúng ta, cái nồi này nó sôi lên thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ nhé. Các bạn sẽ hầm trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi với lửa nhỏ liu riu và nhớ đậy vung. Khi các bạn thấy cái nồi bò của bò sốt vang này nó bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì các bạn sẽ chờ cho nó sôi hẳn lên nhé. Nếu có bọt thì hãy vớt bọt đi. Sau khi các bạn đã vớt bỏ rồi thì các bạn sẽ đậy vung lại và chờ 1 tiếng rưỡi nữa các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã nấu được 1 tiếng rưỡi như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Các bạn sẽ tắt bếp và chúng ta hoàn thành được xong cái món này rồi. Khi mà nấu xong như vậy các bạn sẽ thêm vào một chút xíu mùi. Rau mùi nó sẽ làm cho cái món này được thơm và hấp dẫn hơn các bạn nhé. Món này thì ăn kèm với cả khoai tây nghiền sẽ rất là ngon các bạn nhé. Các bạn sẽ thêm cái phần khoai tây nghiền vào đĩa như thế này.
Các bạn sẽ thêm cái phần sốt nhé, sau đó thêm một chút rau mùi lên phía trên. Vậy là mình đã hoàn thành được xong cái món bò sốt vang rất là ngon và hấp dẫn như thế này rồi. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có được một cái món ăn thật là ngon bên gia đình của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.